fundygame.vn, Sao Bắc Liên Quân, PUBG Mobile, giá rẻ đảm bảo uy tín. Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì đây, và chúng ta hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em một cái tựa game khá là thú vị, một tựa game đô vật anh em ạ. Đô vật đầu bò, đô vật đầu trâu, và chơi game này hoàn toàn là miễn phí ở trên Android nha anh em. Android thì đúng là một cái kho game khổng lồ, có đến hàng ngàn tựa game cho anh em có thể lựa chọn, và mình sẽ cố gắng giới thiệu thật nhiều tựa game hay cho anh em để chơi nha. Chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ kéo này lên à? What the fuck? Để bắn vào cái thằng này á? Bắn vào trọng tài à? Đúng rồi, chính xác luôn đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ dùng cái tab để rocket. Giết được càng nhiều càng tốt anh em. Từ từ nha. Ui, nhưng mà mình tap rocket như thế nào ta? Không hiểu cho lắm. Vấn đề mình vẫn chưa hiểu cho lắm. Chua được 223m. Game mắc dị luôn anh em. Ok, có nâng cấp được cái gì không? Chúng ta sẽ có... gì đây? Chúng ta sẽ cố gắng... Từ, mình đang cố gắng đập vào mặt thằng này được không nhỉ? Harry... Đấy... Rồi, ok anh em. Mà dùng cái rocket kiểu gì ta? Mình vẫn không hiểu là dùng cái rocket kiểu gì luôn ấy. Thử xem cái này còn kém hơn cả lần trước cơ. Tệ thật sự luôn. Có thể mua cái gì ở trong shop không ta? À, thêm rocket này. Thử mua này xem. Cái này là cái dây anh em. Nó thêm có một cái đai nữa đây này cho nó khỏe hơn chăng. Thử mua cái rocket xem. Có đây có lò xo. Lò xo đắt quá. Mình mua khóa giá khoảng 200. Không biết là sẽ chơi nào. Game này được đánh giá rất là cao trên Android anh em ơi. Được 4,7 điểm cơ. Crit down. Jeez. Giết được càng nhiều càng tốt anh em. Qua được cái cột mốc kia rồi. Hết. Chúng ta hết sạch rồi anh em ơi. 3 mission thì đều chưa làm xong. New record sẽ được khoảng 246m. Chúng ta sẽ... Nó lấy mất mình một tiền này. What the hell? Không hiểu luôn sao nó lấy mình mất một tiền, một đồng tiền mà. Có thể giết được cái thằng này. Thằng nó hét vào mặt mình đúng không? Ok anh em đợi xíu. Có gì vậy ta? Từ từ mình nhá. Rồi ok, let's go. Đây là tên lửa anh em. Bao giờ mình gần, gọi là gần die die thì mình sẽ bắt đầu là... Ý, tiền kìa anh em. À, mình vẫn nảy lên. À, hiểu rồi, mình nảy lên mấy con gấu thì vẫn không sao. Con này con gấu ta. Con này rất là giống bánh gấu hay cái gì đây. Nâng cấp. Chúng ta sẽ nâng cấp cho cái thằng này đúng không? Nâng cấp lên cái xem cho nó khỏe hơn. Con gấu này. Wow. Có 2-3 loại được lực sĩ anh em ạ. Có tới khoảng là 4 loại lực sĩ. Mình phải giết được cái thằng nó hét vào mặt mình như thế này. Láo tuét, crit down. Ui. Nó vẫn đang đi được anh em. Chỗ này vẫn ở đâu? Đấy, hiểu không? Bao giờ gần hết cái là chúng ta sẽ... Ôi trời, mình vẫn còn cái rocket nữa mà mình không dùng ta. Mình vẫn chưa đến được cái điểm đích này. New record 440m. Hay nha. Nâng cấp càng mạnh lên thì chúng ta sẽ càng khỏe thôi. Con này sẽ là 300. Có con mới à? The fuck? Không phải. Vào đầu nó nha anh em ơi. Bay màu này. Bay màu với thằng trọng tài này. Cái thằng nó hô kìa. Ôi tiền của tôi. Đúng rồi. Hết rồi nha anh em. Giờ rơi là chết. Ôi trời ơi, mấy con gấu của tôi. Sao mình không quay lại đấy? Trời ơi. Chúng ta sẽ được 249 rồi, mình chưa mua được cái gì cả. Nhớ mình nâng cấp cho cái con kia cơ mà nhỉ, mà sao không được ta? Lần này con gấu phải chết. Lần này KO. Bay mồm rồi anh em ạ. Rồi, chúng ta vẫn có thể đi được. Từ từ. Bay đang khá là chậm lại, mình còn 2 lần rocket nữa cơ. Nó sẽ hồi mà. Nó sẽ đập vào gấu, nó sẽ hồi rocket mà anh em.
Wow. Ok, hiểu rồi. Wow. Vẫn nổ. Ui, mình căn được vào cái kia thì tốt. Sao chết rồi. Con gấu kia quay lại đây. Trời ơi, chúng ta sẽ có Pinata unlock cái gì đó. Ui, đập cái này ạ. À. Đập con gấu kia nổ. Ui, trời vui phết. Trời khá là nhộn. Chili bomb. Có một số thứ gì đấy. Thêm đồ vật mới à? Wow. Có thêm đồ vật mới này anh em. Cho có một cái recost mới. Không biết là cái gì. Ấn vào đây. Và chúng ta sẽ có mua cái này. Nâng cấp thêm lò xo. Hết tiền luôn anh em. Hay phết nhờ, game này gây nghiện đấy. Phải nói là game gây nghiện. Wow. Phải giết được một con boss này anh em ơi. Chụp ảnh kìa. Chúng ta có cái gói taco, bánh taco chụp ảnh và một con chili. Chili này mày nhờn mặt á. Không nhờn được. Đi rất nhanh. Wow, nhưng mà chúng ta chưa đủ cái ấy anh em ơi. Bom. What the fuck man. Ui, cái gì đây? Khối tiền anh em. Ngon ghê nhỉ. Mình được 778m là cái mới. Ngon nhá, game này. Mày chê cười tao à? Mày chê cười không được crit dam anh em. Khá là tệ là không được crit dam. Lần trước đánh chili, có cái chili bean. Lúc ra đi nhanh hơn. Châu bò hơn. Ôi nào, tôi cần mấy một cái nữa. Đúng rồi. Đấy, thì nó nhảy lên bật luôn một cái nữa. Ui, chết rồi. Còn đây là Summoner rồi anh em. Chúng ta tầm khoảng 282 vàng. Để nâng cấp thêm cái gì đó lên. Cái này cần 6.000 vàng để chúng ta có thể lên được cấp 2 hay cái gì đó. Con gấu này thì không biết nó là cái gì. Thêm một cái pit loss gì đấy. Cái này là cái gì đây? Get thêm money à? Từ cái con gấu á. Nhìn hay nhỉ? Kiểu ăn trộm tiền ta. Nhiều game sáng tạo phết anh em ạ. Nhiều game sáng tạo mày. Úi dồi, cái đấy để lấy bom anh em ơi. Đúng rồi, chính xác. Rồi đấy, hiểu không? Wow. Từ nha. Không lên được anh em. Không bật nhảy lên được ấy. Ây, không hết đấy rồi. Mình biết rồi. Mình biết cái chơi rồi. Hai chà. Đập vô tường Summoner. Đập vô tường Summoner anh em ơi. Cho unlock được cái gì đấy này. Một cái tấm thẻ nữa. 125 vàng cộng thêm. Có nhiệm vụ mà. Lúc này sẽ có nhiệm vụ hàng ngày cho 890 cả. Wow. Ăn lắp được cái gì nhỉ? New. Cho thêm con gấu mới à. 5.000 á. Con này nó sẽ xuất hiện. Nó sẽ xuất hiện ở trong cái màn chơi của chúng ta nha anh em. Nó sẽ xuất hiện trong màn chơi của chúng ta. Mày cười nào á. Không được crit dam nhỉ. Thật sự là hơi tệ. Đấy rồi. Đấy rồi. Tốt. Có không? Có. Úi ôi. Đây rồi anh em ơi. Tôi có cái nhảy rồi. Nhưng mà được có tí à. Nhảy có tí à. Hay chà, đi đâu này. Đi rất là nhanh luôn. Ngon. Rồi mất rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Không được. Quyết tâm là phải lên. The fuck. Không phải đi vào thêm nữa à? Pinata, đập con này anh em. Cho em muốn đập thì phải xem quảng cáo. Cái này trò này còn ít quảng cáo ấy. Cái là hay. Một game rất là hay. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều game hay nha anh em. Cả một đống game hay các kiểu. Hay thật sự luôn ý. Vui phết chơi một game này vui. Giải trí sau những cái game gọi là căng thẳng. Đầu óc thì ta nên chơi một game như thế này. Tiếp theo,
Tiếp theo. Có thể mình cũng sẽ làm một cái series dài dài tí nhỉ, chắc phải tầm khoảng 4-5 tập gì đó. Ok, Pirata và ít quảng cáo ấy, mình rất là ghét những cái hãng nào mà có nhiều quảng cáo nhé. Với như kiểu là Bowmaster các thứ ấy, mình rất là ghét luôn. Uầy, Chili Bomb và thêm một cái hòm 200 vàng nữa. Nghi tiền, ok. Nâng cấp cái này không? Chưa nâng cấp được ạ? Chúng ta có khá nhiều thứ. Speed limit next level, mình chưa nâng cấp hết cái này cho nó. Ô, cái bình gì đây? Thì cái thằng kia buồn cười ra. Mày cười á? Mày cười bố á? Hả? Uầy, cái thằng này ba thanh anh em ạ. Môi kia chỉ dùng một lần thôi nha anh em. Đây rồi. Để thế chứ. Ui ôi, cho bay lên trời anh em. Đây rồi. Ngon. Ui, the fuck man. Cái trên trời khó lấy lắm nha anh em. Cái này làm sao mà xuyên qua được. Holy shit. Lại đâm vào tường. Không biết bao giờ tôi mới đi qua được. New record sẽ là được khoảng 788m nhá. Wow. Nâng cấp. Để nâng cấp chúng ta có này đúng không? Harry Bow này nó sẽ tăng cái gì đấy? Sao nâng cấp cho nó? Có khi để dành tiền để nâng cấp cho cái thằng này đi anh em. Thằng này nó sẽ cần nâng cấp xịn sò hơn nhờ. Chứ bây giờ cũng chưa cần lắm. Để giải vô đô vật Mỹ mà anh em đúng không? Để giải vô vật Mỹ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ không có con gì đi kèm đâu. Chúng ta chỉ cần đợi cái bom thôi. Có bom là tốt. Cái gì đấy? What the fuck? Mình đập vào cái gì anh em ạ? Cái bẫy. Giờ chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game Đô Vật Mỹ nha. Xin chào, gặp lại. Bye bye.